Rồi thiệt mà không còn con ếch nào luôn, không còn con ếch luôn. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Cho Nguyệt chúc cả nhà mình một ngày mới thật là bình an và hạnh phúc. Thì sau khi cắt cỏ xong, ông xã Nguyệt cũng đã vác cỏ xong rồi ha. Bây giờ thì hai chồng đi ra đây. Gắn mới chạy đây. Vậy hả? Theo ông tiêu. Trời mưa cả nhà, hôm chỗ tèo đó mưa lớn. Mưa vác cỏ mình mấy giờ đi gốm. Cắt cỏ để xuống nó dính đó. Ôm giáp nó xình. Qua tèo có đặt cái 12 cái nục. Ở đây nè. Hú ơi. Dạ. Nó chuyện hú ơi. Trong mưa này nè cái nhà. Mưa không biết sao mà nắng mà giấc tối mưa ầm ầm luôn anh. Hai ba trận luôn á. Hả? Hôm đó mưa này ngập rồi. Qua đâu có nước nhiều vậy ha. Qua đặt nước gì nè. Ừ. Qua đặt nước gì mà mưa hôm vẫn ngập rồi. Thấy ông ấy ông lụm rồi kìa. Gì? Cốc. Cốc hả? Cốc vô hả? Này tại vì chủ vườn nó đặt. Đặt cho nó có cái chuẩn cái nhà, mưa mà mưa nhiều đó là nước nó tự chảy ra gắn cái coi như có tèo vậy đó. Nhưng hôm mưa ngập nè. Cốc kìa. Ồ, cũng im quá nè. Cốc hay ếch? Cốc. Cốc sao? Ừ. Ồ, cốc bự ha. Vô cái rảnh nhóc luôn cả nhà. Ừ. Cốc chào bá luôn, cuốn luôn đi. Cốc mà tưởng ếch. Ừ, dính con ếch nữa nè. Hả? Dính ếch nữa nè. Ếch luôn, trời ơi, ếch phóng kìa. Khóc đi mà hết khóc. Có tép, có cá. Ủa tép cũng nhiều quá anh. Thấy có tép bạc. Ừ, tép kìa. Bà con bự không? Cũng luôn nha. Đi không có lấy gì đựng, vác cỏ xong đẹp ngang luôn. Đồ này không có gì không, xem ru à. Ồ, cũng im quá nè. Ừ, rô đó, rô đó. Rô hết đó. Ồ vô con chơi con ếch tiếp quét rồi. Ồ. Nó con ếch nữa nè cả nhà. Nó cũng mới ngập nước anh này. Vô tôm nữa cả nhà. Ồ, tôm con tôm. Cái bạc nhóc trên. Cái bạc. Với cá, không? Cá đủ loại cả nhà ơi. Thôi được hai. Cá sặc, cá rô phi, cá rảnh. Thì con cá gì mà cá he, đuôi đỏ đỏ nè, bên kia. Đó, bên cái túi kia. Ừ. Nãy em thấy bên túi kia con hai con gì đó. Em nè cả nhà. Ba con luôn. Con ếch thì bá luôn. Anh ơi, anh ơi. Con cá he này nè, mình đi liền về cái mương mình thả thôi. Cá gì? Ừ. Nó còn nhỏ đó mình thả nuôi. Cá đủ nữa đỏ nó bự là ờ à, nữa nó bự ăn ngon lắm á. Đi nhanh về thả. Không biết về tới nhà còn sống không nữa cả nhà. Cũng hơi xa. Đi về liền. Về làm cơm ăn thì mình cũng mời cả nhà theo dõi hết video nha. Chạy về tàu thả mấy con cá rồi cả nhà. Nãy dạ. Dạ. Cổng vợ qua luôn. À, nãy tèo đi cuốn đó tao thấy bên đây nó có một tơi. Rồi lên đi. Rồi cũng như không. Cái mương này bự quá, Nguyệt bay qua không không được cả nhà ơi. Ông xã Nguyệt nãy thấy có một tơi nè, quay lại hái. Giờ thấy nó bò đó nè, bọt nhóc trên. Tại vì chỗ này có đám. Hái gì nè. Ừ. Không có gỗ đựng cả nhà. Mình hái gì nó cũng vẫn lên được bình thường nha. À, thấy gì cái vườn này thì vài bữa người ta quên thuốc cỏ một lần. Giờ thấy ra ăn đi chứ để vài bữa thì cỏ một cái ra đâu còn đâu. Cái đám này nó không được tốt, không được tốt không. Tại đám kia kìa. Đằng kia thấy cũng có một đám nữa. Nhãn này sao có trái mới bẻ lên mà nó ra nữa anh? Mai làm như là nó thuận mùa hả? Ừ. Nhãn này thì ra ên phải không? Sườn vàng. Giống như là nhãn thanh long, thoa long nhãn xưa mình vậy ha. Trời ơi, nhãn thôi. Trời, lá tốt quá anh ơi, bẻ lá vô anh ơi. Này chắc phải nhổ nguyên gốc luôn. Lá tốt quá kìa. Để vài bữa hay lá gì? Ta sẽ chết ủ. Để gì luôn nè. Trời ơi, vậy hả? Để. Rồi, thu hoạch vậy luôn. Về thí dụ mình ngắt này còn nhiêu mình dục cho bò ăn cũng được vậy. Nấu hai ba bữa này về đủ ăn rồi.
Cái này nó lên tự nhiên cả nhà. Cái này cỏ này cũng mới lên đó, nếu mà ấy thì chủ vườn ta cũng xịt bỏ. Còn hết? Còn nữa hả? Hả? Dạ. Ồ. Nóng luôn. Tại ngắt là chữa gốc lại cả nhà, nó lên được. Ví dụ chủ vườn mà ta vài bữa ta không xịt nó lên được mình ăn tiếp. Dây bầu thì mưa chết dây. Giờ thăm dây bầu cả nhà. Chết dây cũng còn cây ha. Qua thăm con cá chê của thầy. Về cho bỏ chung với ớt. Thì giờ cũng không biết nên thả hay là nên ăn. Rộng đây. Rộng ở đây đợi có khách á cả nhà ơi. Mới xử nổi. Xử nổi cá này chứ. Nếu mà cá này mình thả là mấy cái chê nhỏ sợ mấy cái điêu hồng nó ăn hết luôn. Nó bự rồi đó. Mấy cái điêu hồng hơi nhỏ là nó táp nuốt. Sao bước vô? Ủa này vô tới dưới đáy luôn không anh? Tới đáy luôn. Ủa anh bước vô luôn hả? Bước vô chổng mấy mò nó được. Biết sao không? Thầy bỏ chung ếch mà thầy nghe anh hai thầy nói hổm anh hai cũng bỏ chung không còn con ếch. Anh hai là con cũng có cá chê bự nữa. Qua coi cái ếch có đều còn không? Cái này thì lúc trước ông xã Nguyệt hay bắt được ếch nhỏ cái mình thả ở đây nuôi. Còn. Ủa? Còn con gì? Con cá chê thì còn. Dạ. Mò coi. Rồi. Thiệt mà. Không còn con ếch nào luôn. Không còn con ếch luôn. Trời. Không còn ếch nào chứ. Rồi. Sạch luôn rồi. Nuôi ếch thả cái mấy cái phao rồi để dành nắng. Cái ếch nhảy lên tắm nắng nữa cả nhà. Không luôn. Rồi qua nay không thấy tắm nắng nữa là thấy mất tiêu rồi. Nghe anh hai nói về coi thử. Rồi sống xà bông. Cá chê nó còn lỗi đây nè. Ừ. Sao bắt lên được? Vậy chắc tèo cuốn lên luôn cả nhà. Để rộng đi. Để cái mai có khách không? Không biết. Không biết có nên nuôi lại không nữa. Nếu mà lại sợ bỏ mương ăn ba cái. Sợ mấy cá điêu hồng với cá tèo tơi tượng hơi nhỏ. Chỉ có mấy cá điêu hồng mới có bự hơn hai ngón tay à. Cá tèo nuôi mấy tháng trời luôn cả nhà. Muốn hết trời không còn nào. Hổm mà. À, bầy gà của Nguyệt á nở được 11 con mừng lắm cả nhà. Cái 11 con mừng lắm nha. Tính làm chuồng rồi chưa có kịp làm nữa. Cái xuống ổ á cái mẹ nó dẫn đi vòng vòng nè. Bầy gà mà nở 11 con là sai dữ lắm luôn á. Vậy sao thấy ham lắm cả nhà. Con nào con nấy giống tốt quá bự bự không à. Cái hai chồng nói để rảnh thời gian làm cái chuồng nhỏ nhỏ đặng nhốt lại á, sợ chuột ăn á. Nhưng mà ở ngoài này thấy cũng không có chuột, mình không có nghĩ chuyện gì. Tại vì nuôi tới 5 con mèo lận. Cái thả nó. Cái qua hôm sau lại, còn là có 3 con à, không biết sao luôn. Cái còn 3 con đó ha. Cái tới chiều á, thấy rớt còn có con à. Thì biết là con chó nó hay rượt gà đó, rồi mẹ nó giữ con á. Rồi cái nên đi gần gần mé mương á, cái con chó nó rượt mẹ gà mẹ, cái gà con quảng mé mương nè. Nó lỡ lọt lọt xuống mà nó đâu kịp lên đâu. Cá tẩm xuống, lôi xuống luôn. Là cá ăn. Chê ăn hết trơn. Cuối cùng mới biết là cá chê ăn hết. Mà không biết phải con này không. Thầy đi kiếm, thầy dòm là thấy là nó đang gị luôn. Nghe chét chét là quay lại là không kịp với nó luôn á. Tại vì nó gình sẵn ở dưới nước á. Để thầy coi cho, cuốn lên coi còn ếch nào. Còn con chó nhà mình thấy gà thì nó hay giỡn. Nó giỡn vậy thôi à. Chó làm hại vô tình chết nguyên bầy gà luôn. Có không? Anh kiếm ếch thôi còn không có gì? Kiếm coi còn ếch không? Ồ, một cái. Không còn con luôn. Còn ổng thôi. Ừ, được con cá khủng. Ồ. Ồ, quậy dữ rồi, quậy dữ rồi nè. Ông xã Nguyệt mua cái dèo về đang nuôi ếch đây. Kết quả là không còn có ếch nào hết. Bắt lên cho cái này coi, coi lại dung ngang của nó. Dung ngang thủ phạm là ăn mấy chục con ếch. Đó,
quá tiện luôn kìa. Cá này trong này bắt không được nữa rồi ra ngoài sao bắt nó. Ừ. Tại nó quá mạnh đi. Ôi. Rồi. Cũng lên bờ luôn. Không được anh ơi, trơn lắm. Cũng lên bờ luôn. Tại sình nó vô quá trời hôm nay nè. Bởi vì có bị mới biết kinh nghiệm đó nha, rút kinh nghiệm. Nặng sình con cá 3 kg thì sình 7 kg ra 10 kg trên 10 kg. Ôi cây này rồi đi ra thủ phạm. Thủ phạm chiến tranh. Cố kiếm gì rộng nó đi. Cái giờ là không dám thả rồi đó. Bông súng phát triển rồi đó anh. Ừ, nhút cũng xanh xanh đỏ đó. Ừ. Chắc quá giờ mở khó. Anh tính làm gì nè? Giờ cuốn lưới lên luôn. Người rộng nó đâu? Kiếm cái gì rộng nó đi. Hỏi cho cái đuôi gì cũng được. Chứ giờ đâu có dám thả cho lợi đâu. Thả lợi là không còn cái gì với nó luôn. Nó bự quá, nó ăn mấy con cá con á. Mà lớn mà nó tóm một cái, con gà tóm cái con gà. Cái bụng này mấy chục ếch có tèo nhậm gì nữa đâu. Ếch tèo là tèo nuôi ếch đồng á, nó lâu lớn á cả nhà. Ếch đầu nhỏ nhỏ con tay cái với ngón giò cái gì làm điểm tâm. Bằng cổ tay chơi này. Ếch bằng cổ tay chơi nè, bụng trong bóc luôn nè. Wow. Rồi kiếm cái gì rộng nữa cả nhà. Này vợ lú thì cũng được ít cá dảnh đó cả nhà. Vậy thì bào chả làm chả. Chào cả nhà. Chào chú. Chả này thì cá dẫn nãy trên tàu nó bắt đó cả nhà. Gì là cái dẫn mần mới cà phê. Rồi mình lạng nó ra, mình bỏ cái xương sống á. Rồi mình bầm cái cho cái xương nó đứt rồi giờ mình đâm lại cho nó mịn. Nó mới dai nha. Nó dai. Mình đâm nhiều nó dai. Chứ mình bầm nó không được dai hung. Như ở đây thì mình có mua một ít thịt nữa nè. Hồi đó mình nhồi chung. Rồi mình sẽ ốp mình chiên ăn. Đây có mớ tép nè, hồi nữa mình sẽ nấu canh mồng tơi. Hai con ếch nè cả nhà. Hai ếch trên hồ chiên tươi cho con ếch. Con ếch chết thì lấy hai cái đùi không à. Vô lú nó bị ngập hả? Vô kìa, đêm hôm nó mưa lắm, nó ngập. Hôm mưa quá trời. Cái con còn sống cho nó vô sao, nó không ngọt. Nó vô lúc nước gồng rồi. Nó mắc lưới đó rồi nó thở không được, nó không ngọt. Nó ngập nước luôn hả? Thôi. Hết như là con cá lóc ngộ, nó mạnh thiệt, nó dữ lắm nhưng mà nó ngập nước nhốt lại chết. Giờ chả cá mình cũng đâm nó ra, nó nhuyễn nó mịn rồi nha. Đây cũng miếng thịt heo bầm cũng nhuyễn rồi, giờ mình ớt thì hành lá với khỏi phi. Đây là gia vị đường bột ngọt nhập đi. Đây là tiêu. Có chả cá mình để tiêu nhiều nhiều một chút nó ôm. Bóc mình để lại cho nó thấm rồi cho mình chiên. Ở đây mình có bắt cái chảo dầu ha. Mình ép chả cá này, mình để mình chiên. Để cho nó mỏng mỏng á, chiên nó dai dai giòn giòn nó ngon. Dần là nước mắm nha, cái này là đường với nước dừa. Đây là nước chanh, chanh mình cũng dắt ra sẵn.
tối rồi mình làm ít đủ ăn thôi đó cả nhà, không có làm nhiều. Đây là ớt, tỏi. Rồi các cái chiên nó vàng lắm cho cả nhà. Cái gì vàng? Mình sẽ chiên tiếp tục. Giờ mình cũng xào tép nấu canh ha. Mà thật thơm thì mình xào cho nó thơm, mình dỗ hết chưa đó. Đây là gia vị, mình để vô luôn. Đường, muối, bột ngọt, hạt nêm. Giờ nước cũng nó đã sôi rồi ha, mình để rau vô. Để nhóc cái chảo luôn nè, nó kẹp lắm. Cái gì vậy? Nó kẹp. Giờ canh nó cũng đã chín rồi ha, để phần vô. Rồi mình múc ra tô, mình để thêm miếng tiêu nó thơm. Bây giờ mình chiên xong rồi nè, chiên ớt cho hai bé luôn. Thì chả cá này mình chiên 2/3 ha, còn một phần mình để tủ lạnh ngày mai ăn, chiên hết ăn hết. Rồi bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong, mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cơm mời bà nội cha mẹ muốn chưa ăn cơm. Ăn thử cho cá nữa. Ấp dài lắm ha. Cái này trời cho hai cái rửa. Chấm cái lu làm được. Chấm thấm nước mắm cả. Hai món nha. Canh chả chiên. Hai rửa ớt nè cho hai bé. Thảo Quỳ ăn nè con. Mời cả nhà ăn chả với Nguyệt nha. Dạ, Thảo Quỳ. Bà nói cho dạ, kìa. Dạ có rồi. Có đó. Da dữ rồi ha. Rồi, đúng rồi. Mời cả nhà nha. Quên nữa cả nhà. Quên mời cả nhà. Bằng quết nữa dai. Chả cá dảnh là nhất. Cơm này chả cá dảnh dai lắm, nó cũng không có thua cả chả tắt lát đâu cả nhà. Cái dảnh á có con tôm này cắt chả nhiều phút ta nạo rồi ta bán 120 kg á. Nó nhất là nghĩa là nó rẻ nhưng mà nó ngon. Còn cả chả cá tắt lát thì nó cũng ngon nhưng mà nó mắc quá, nó mắc mà nó dai lắm. Ừ, nó dai. Cái chả cá tắt lát mình á thì nó dai, nó hơi dai quá. Còn chả cá dảnh là nó dai, cái độ dai nó mình vừa ăn luôn á. Có một con tôm mà mẹ ăn gắp ra 3 khúc. Mẹ con gắp ra mà nổ 1 khúc rồi con cho 1 khúc nữa là 2 rồi. Còn có 1 khúc mà 2 chị em theo kia. Còn 1 khúc nữa nằm dưới rồi, rồi cho bé Út ăn tép. Thôi, bà nội cho con 1 khúc nè. Còn 1 khúc cho chị 2. Cái, là... cái món đó là canh si đó. Lên nhường cho bà nội hết luôn. Còn 1 khúc không chưa được cho nội luôn. Chẳng con luôn. Con nhỏ là ăn. Cá vô ớt vừa ăn luôn. Chấm nước mắm đậm đà nữa ngon. Chả cá mình ép mỏng như này cả nhà, chiên ăn ngon. Chiên nó giòn vô tới trong. Nước chấm rồi họ làm cái gì? Được không? Ớt chấm này ngon. Chấm qua chấm lại luôn. Này bé Út với bà nội là phải thử hết tô canh với cái dĩa cá, chả cá nha. Hết không? Hết hả? Bà nội thì không bảo đảm nha, bà nội ăn tới đâu hay tới đó chứ không hứa hết. Ngon quá trời, ngon quá trời. Tại vì không gài cá kho cá chiên không à, ngày sợ ngán á cả nhà, cho nên bữa nay về bà nội kêu bà mình chả đi ăn cho đỡ ngán. Lạ anh chút kho chiên hoài rồi hai bé thấy hai bé ăn hoài rồi thấy cũng thấy tội nghiệp nó. Thôi làm món gì lạ lạ cho nó ăn. Mình ăn phải chịu cực chút xíu, mình đổi món á, mình ăn cảm thấy nó ngon. Này thì mình chịu cực mình bằm á, bằm lâu hay vô ha. Mình lóc xương rửa bự á, bỏ lóc xương rửa bằm hai bên đó, còn quét lại cái nữa. Cái bụng đó đó, dạ. Con để xui vậy nè, lấy ra bằm 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 xương bụng.
cái nó đứt ở xuống bụng cái mình quay ngang lên bằng bằng rồi cái nhuyễn rồi cái mình để vô thau, mình lấy chài mình đâm lại nước muối, muối mình lõng vô chén thì mình thấm cái chài mình đâm nó dai lắm. Cá này thì để nguyên vậy nè, có khi xương ăn được nè, nhưng mà mình bậm vậy nè là mình cũng tốt mình ha, ăn xương được á, ăn xương cá để nguyên con kho thì xương lắm, hai bé này nó ăn được. Các bạn ăn cơm nha. Cái này nó ăn con nữa nè, béo áo này nó không con nó nè cá này con nãy giờ ăn quá trời cả. Lâu lắm ăn lại thành một đây. Thử cho cá. Dài vừa ăn ha. Dễ ngon, bơm nuôi mấy cá rảnh là mình cũng có ăn rồi hoài luôn á. Nè xung quanh cá quê mình á, cá rảnh á, cá phi sinh sản quá trời luôn ha. Cái này dùng vườn nó nở, nuôi nó bự rồi bắt lần trả. Cái mương này cũng gần cái mương gần mương nhà nè, ở quê mình nó có cái giảm nhiều. Nhìn cục thịt ếch chiên mà buồn quá đó nè, buồn cá chê. Cha bắt được chê cho bắt đó, không có gì gọng cho em về cho bỏ trong cái dèo ếch của cha. Cái chuồng ếch cho cha nuôi. Này không còn không hết. Cái gì mà thả vô quá ếch như nạp mặn vậy. Mấy con ếch đồng á, tính là ếch đồng á, nhưng mà nó là ếch con á, bơ thôi à. Ừ, cái chê nó hung dữ lắm. Con gà téo xuống mà còn ăn mà. Bà gà không biết, không biết cái chê đó là cái chê nào. Chị cha có ăn con cá chê. Con gà mà téo xuống là nó ăn nó sắm mà. Cái bự lắm, cá chê 4 kg. Cá chê đã bị út rồi thì ngon không nổi. Lúc đó chắc cha đang nghĩ là con cá chê thành món gì á. Ủa sao cái đầu nó cũng luôn. Cha để là nó gần bằng chó luôn á. Tôi dễ ăn quá. Sao luôn nổi. Ngày lúc trước con đi cho cái ăn con thấy nguyên cái con cứ lần là bán ngon luôn. Cái con sao mẹ ăn á. Chồng bé út đâu có dám lộn với mình đâu. Đến mấy hồi con sợ cái chê, cái chê nhỏ xíu con sợ gì. Các gãi thức ăn thấy cái đầu quợn lên rồi đó. Vừa thả nó vô đó là có mấy ngỡ chứ là làm mồi cho nó luôn. Hết nuôi mấy tháng trời. Đúng vậy không? Mà ếch đồng nó nuôi lâu lớn rồi. Nuôi lắm chứ. Nó mình gãi thức ăn nó ăn đó nha. Như cá ốc bầm điện vô nó ăn. Chẳng như ếch đồng nó không có ăn thức ăn. Tại vì nó sống. Nó không quen. Tuy nhiên mình được thức ăn đó nha. Mà ếch nuôi nó mới ăn thức ăn. Ếch nuôi là dạng mình người ta đã luyện tập từ nhỏ rồi. Nó thành nồng nọc là mình cho ăn rồi, bởi vì nó quen. Bữa cơm thì gia đình Nguyệt cũng đã xong rồi. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.